vui chơi cùng các con và chăm sóc cho gia đình. Tham gia vào các đoàn từ thiện mỗi năm. Mơ ước của em là được đổ vào đội tuyển. Con muốn chạy tự chạy xe đạp, con muốn đi đâu cũng được. Thôi tôi đã lớn rồi, chỉ muốn chơi với mấy đứa nhỏ thôi à. Tôi mong muốn tham gia vận động bà con trong khu phố để quyên góp, giúp đỡ cho các hộ nghèo. Mình muốn sắp xếp đưa bố về Bắc để thăm dòng họ. Con đã quyết tâm học đàn piano giỏi. Do tình hình sức khỏe, em bị ốm cho nên phải bỏ lỡ trận đấu cuối. Bận rộn quá tôi cũng lỡ hẹn với các cháu. Tôi rất là áy náy với gia đình. Chào chị. Chào bạn. Ôi, chào anh. Chào Phan Anh. Nghe chú nói là bây giờ mình làm được cái gì cho mọi người thì mình làm thôi ấy. Thì chúng con cũng cảm thấy những người trẻ chúng con đôi khi là đang có nhiều người là sống theo cái phương châm là mình thích gì thì mình làm thôi, mà những cái thích đó thì là chủ yếu là phục vụ cho chính bản thân mình thôi, mà ít nghĩ cho mọi người, ít nghĩ cho cộng đồng. Đấy là điều tuyệt vời nhất ấy. Làm từ từ. Quan trọng em đang hỏi câu hỏi của chị mà chị chưa thấy trả lời. Bởi vì trong cuộc sống không phải là chỉ kỹ năng đàn đâu nhá, không phải là chỉ kỹ năng làm toán hay là kỹ năng viết lách đâu, mà còn có rất là nhiều điều mà mình cần phải học ở trong cuộc sống. Bản thân tôi bây giờ là ông bố ba đứa con rồi nên tôi hiểu rất là rõ điều đấy. Trông chờ tất cả những cái niềm hy vọng, những cái điều tốt đẹp nhất ở những đứa con của mình, và muốn nó thể hiện ra cái điều đó, và giống như đó là cái niềm tự hào của mình đấy. Và tôi tin năm 2017 sẽ là năm thành công của bạn, của tôi, những người cùng có cái mối quan tâm về việc bảo vệ môi trường. Những ngày đầu năm chúng ta hãy nói về những điều vui vẻ. Chúc thành công nhá. Yeah. Yeah. Năm 2017 chú vẫn tiếp tục khỏe như thế, vẫn tinh thần tốt như vậy. Giữ cho mình có sức khỏe để dạy cháu mỗi ngày, vậy là vui. Mở thêm 2 tour nữa vào năm sau mà vẫn giữ được vẻ thiên nhiên. Năm sau con sẽ làm được, con sẽ... Mình nhất định sẽ cùng với bố mình về Bắc. Phải vào đội tuyển cho bằng được. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để đưa các con đi chơi vào các dịp cuối tuần, và sẽ nấu nhiều món ngon, món lạ cho gia đình. Khi bạn có những dự định, những mong muốn, những điều tử tế, những điều tốt đẹp muốn làm cho bản thân mình, cho xã hội, thì xin các bạn hãy tiếp tục điều đó. Đừng ngần ngại, đừng dừng lại. Bởi vì chúng ta ai cũng chỉ sống có một lần, thì lần sống đó hãy là lần sống thật ý nghĩa. Vì cuộc sống ý nghĩa của bạn cũng chính là cách để chúng ta làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn. Như tri lạc.